Alfalfa là một thực vật có nhiều khoáng chất và có chứa nhiều điệp lục tố. Nó được xem là một tinh chất lọc máu quan trọng. Rễ của alfalfa được cắm sâu xuống 30 mét giúp cho loài này tiếp cận được nhiều khoáng chất mà các loài thực vật khác không có được. Theo tiếng Ả Rập, alfalfa có nghĩa là cha của các loài thức ăn. Alfalfa rất giàu protein, carotene, canxi, sắt, magie, kali, phosphor, natri, lưu huỳnh, silic, cobalt, enzyme. Alfalfa cung cấp những khoáng chất nêu trên dưới dạng cân bằng, tăng cường sự hấp thụ. Alfalfa còn chứa 8 loại enzyme làm đồng hóa protein, mỡ và carbohydrate. Alfalfa alkalis làm giải độc cơ thể, đặc biệt là giải độc gan. Sản phẩm bột diệp lục được cung cấp bởi Unicity. Nó rất quan trọng cho việc bảo vệ sức khỏe. Ích lợi của bột diệp lục. Diệp lục là hemoglobin có cấu trúc tương tự như nhau, chỉ khác là chlorophyll có phân tử từ magie ở trung tâm, trong khi hemoglobin có phân tử là sắt ở trung tâm. Khi diệp lục đi vào cơ thể sẽ nhận ra chúng và lấy phân tử magie thay thế cho phân tử sắt, do vậy làm tăng hồng cầu. Nó làm tăng lượng oxy. Làm vết thương hở mau lành hơn. Diệp lục bảo vệ cơ thể khỏi vật chứa nhân tố ung thư. Giảm đau bụng kinh. Diệp lục là chất quan trọng trong tự nhiên. Nó có khả năng vô hiệu hóa và đào thải các kim loại nặng độc hại như thủy ngân, biến nó thành phương pháp chữa bệnh cực kỳ hiệu quả. Làm giảm mùi hôi cơ thể. Chữa mùi hôi của hơi thở, diệp lục là phương thuốc có hai mặt tích cực trong việc làm giảm mùi hôi của hơi thở. Đầu tiên, với vai trò khử mùi, nó loại bỏ các mùi lạ trong miệng và họng. Và thứ hai, cải thiện sức khỏe đường ruột là nguyên nhân dẫn đến các mùi hôi của hơi thở. Tăng cường sức mạnh của các tế bào. Vận chuyển nhanh magie, nó có tác dụng kiềm hóa rất cao trong cơ thể và giúp việc vận chuyển nhiều hơn oxy đến với các tế bào và mô. Làm mới lại và làm sáng da. Có chứa các vitamin K, C, folic acid, một loại vitamin có phức chất B có trong rau quả, trái cây và gan. Sắt, canxi, protein là các khoáng chất rất cần thiết để hình thành và sửa chữa các hồng cầu và tăng cường hệ miễn dịch. Giảm chứng đau đầu.